Vào những năm 2010, nhà Marvel đang chiếm lĩnh thị trường rạp chiếu phim, còn nhà DC chỉ như đứa trẻ mầm non chập chững bước vào cuộc chơi xây dựng vũ trụ cho riêng mình. Thế nhưng ở một diễn biến khác, cụ thể là trên màn ảnh nhỏ, thì những TV series nhà DC vẫn đủ sức để đè bẹp mọi đối thủ, từ Smallville, Lucifer, Gotham, Constantine hay Preacher. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong số đó là chuỗi series đến từ đài CW. Khởi đầu với người hùng Oliver Fang, Green Arrow, CW đã có riêng cho mình một vũ trụ người hùng riêng, tập hợp rất nhiều cái tên khác nhau gọi là Arrowverse. Nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói tới kẻ chạy nhanh nhất còn sống, The Fastest Man Alive. Đó là The Flash trong TV series cùng tên của đài CW. Tiêu đề của video này không hề clickbait vì Barry Allen đang thực sự bị CW đè cho gãy chân. Các bạn hãy nhìn vào tỷ suất người xem trải dài qua 8 mùa của The Flash đi. Từ số lượng người xem trung bình là 4,62 triệu người từ season 1 mà tới season 7 rơi rụng hết, chỉ còn khoảng 1/4 trong số đó. Rating ở trên Rotten Tomatoes cũng tương tự. Season 1 được chấm điểm cà chua tươi lên tới 92% bởi các nhà phê bình, 89% bởi khán giả. Bắt đầu từ season 3, con số chênh lệch đã là 85% trên 65%. Còn ở season 7, khoảng cách bị nới ra một cách kinh hoàng, 95% và 36%. Vậy thì điều gì đã gây nên sự khủng hoảng này? The Flash kể câu chuyện của Barry Allen, tuổi thơ cậu phải chứng kiến mẹ mình bị giết một cách bí ẩn, con trai thì bị bắt oan bởi tội giết vợ. Lớn lên, anh trở thành cảnh sát giám định hiện trường, làm việc trong sở cảnh sát Central City. Một lần khi đang làm việc, Barry bị sét đánh trúng, khiến anh hôn mê sâu trong vòng 9 tháng. Khi tỉnh dậy, Barry phát hiện ra mình có siêu tốc độ, siêu phản xạ. Anh lấy danh xưng là The Flash. Cùng với sự giúp sức của các thành viên trong Starlab, Barry sử dụng sức mạnh của mình để cứu giúp người dân khắp thành phố. The Flash ra mắt lần đầu vào năm 2014, cùng với lúc phát sóng season 2 của Green Arrow, cho tới nay vẫn được nhận xét là mùa hay nhất của toàn bộ vũ trụ Arrowverse. Vì vậy mà kỳ vọng về series này rất cao và may mắn là mùa đầu tiên của The Flash không để cho các fan thất vọng. Câu chuyện về một người hùng bắt đầu học cách làm chủ sức mạnh của mình và cân bằng mọi thứ từ công việc cho tới tình cảm, rồi bức màn bí mật về sự kiện người mẹ bị sát hại trong quá khứ dần được hé lộ. Nhân vật chính và các nhân vật phụ hỗ trợ được phát triển tuyệt vời, phản diện xây dựng tuyệt đỉnh, có những màn plot twist đỉnh cao khiến khán giả trầm trồ. Đây thực sự là một nước đi hợp lý và vững chãi trong mặt cốt truyện và biên kịch. Mùa thứ hai vẫn tiếp tục đi theo hướng đi an toàn của mùa đầu tiên, mặc dù không thể tuyệt vời và hoàn hảo bằng. Thế nhưng ít nhất thì nó cũng đã làm được đúng những gì mà khán giả mong đợi. Chất lượng của series bắt đầu thực sự đi xuống đối với bản thân mình thì là từ mùa 3. Nhưng sự kiên nhẫn của mình đối với The Flash chỉ giúp mình đi tới được mùa thứ 5 của loạt phim. Mình không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được sự đi xuống của series The Flash. Rất nhiều người bạn của mình và các YouTuber là fan của DC cũng đã có những ý kiến tương tự. Vì vậy, mình đã đi tìm nguyên do để dẫn đến sự xuống cấp của series này. Một sự thật trớ trêu thay khi mà The Flash không còn là nhân vật chính trong chính show truyền hình của mình nữa. Thực ra, đây không phải là vấn đề mới gặp trong các series của đài CW khi mà nó đã từng xảy ra trước đây. Các người hùng của chúng ta không làm việc một mình mà họ còn có cả một đội nhóm sát cánh cùng. Chúng ta có Team Flash, Team Green Arrow, Team Supergirl và thực sự mà nói thì chúng gần như y hệt nhau. Chúng ta luôn có kiểu mẫu nhân vật kỹ thuật viên đại tài và nhân vật này cũng có vai trò tấu hài cho team. Có kiểu mẫu nhân vật bậc thầy chiến thuật, luôn hướng nhân vật chính xử lý vấn đề một cách đúng đắn. Kiểu mẫu nhân vật siêu anh hùng non trẻ thiếu kinh nghiệm và được huấn luyện bởi nhân vật chính của chúng ta. Và kiểu mẫu nhân vật có mối quan hệ tình cảm với nhân vật chính nữa. Nó giống như là các nhân vật đều có một khuôn mẫu giống nhau và họ chỉ mang những bộ mặt khác nhau ở trong các show khác nhau mà thôi. Vấn đề chủ yếu là không một nhân vật nào trong đây có câu chuyện đủ thú vị cho riêng mình cả. Đã vậy, họ cần chiếm quá nhiều thời lượng trong tổng thể series. Quá nhiều các nhân vật và đội ngũ biên kịch dường như chẳng thể cân bằng được sự phát triển cho mỗi người. Điều này khiến cho người hùng không còn nhận được hào quang ánh sáng của mình nữa, hay thậm chí tệ hơn là series còn chẳng có ai đảm nhiệm vai trò nhân vật chính nữa. The Flash giống như đang làm công việc của mình ở tập đầu tiên và tập cuối cùng cho mỗi một mùa. Tất cả các tập phim ở giữa đều để dành để nói về các nhân vật không phải The Flash. Điều này khiến cho người xem phát điên và phát chán. Riêng mùa 7 đã có nguyên cả một tập phim để nói về Cecile, bạn gái của Joe. Nguyên một tập phim khác để nói về Allegra. Mình nghĩ rằng không có ai muốn xem The Flash mà không được thấy The Flash cả. Thay vì tìm hướng giải quyết là cắt bớt các nhân vật không phải trọng tâm và không đóng góp cho mạch cốt truyện tổng, thì các tay viết của CW quyết định giới thiệu thêm nhiều các nhân vật mới nữa với tần suất dày đặc. Đối với mùa 1, Team Flash chỉ có 4 thành viên là Barry Allen đảm nhiệm vai trò chiến đấu trên chiến trường, Cisco Ramon là chuyên viên kỹ thuật,
Harrison Wells là người hướng dẫn cho Barry và Caitlin Snow giám sát sức khỏe cho người hùng. Chỉ bốn nhân vật đó thôi cũng đã mang lại cho khán giả một câu chuyện lôi cuốn và đủ xuất sắc. Còn ở mùa 7, Team Flash là tổng hợp của một lô một lốc các nhân vật mà khán giả không cả còn buồn quan tâm họ là ai. Câu chuyện và tính cách các nhân vật không được xây dựng một cách chắc chắn, họ chỉ đơn thuần là ở đó và không giúp ích được gì ngoài việc tốn thời gian của người xem cả. Đã vậy, tất cả mọi người bây giờ đều là Metahuman, đều có sức mạnh cả, khiến sức nặng của Barry Allen gần như là con số 0 tròn trĩnh. Grant Gustin là một diễn viên có thực lực và mình thấy anh ấy với vai trò là The Flash. Tới mức khi nhắc tới tạo hình thân thuộc của The Flash trên màn ảnh thì phiên bản của Grant Gustin sẽ ngay lập tức xuất hiện trong đầu mình, chứ không phải là phiên bản của Ezra Miller, dù sự hóa thân của nam diễn viên trong Justice League cũng rất tuyệt vời. Ở trong những mùa đầu tiên, Barry Allen là một nhân vật chính tốt để dẫn dắt khán giả trải qua từng sự kiện. Nó kể câu chuyện về nguồn gốc của The Flash nhưng được mở rộng và thêm thắt đầy đó. Barry phải học cách để làm quen và kiểm soát sức mạnh của mình. Không chỉ vậy, anh còn phải học về ý nghĩa thực sự khi trở thành The Flash. Cả mùa 1 là hành trình xây dựng, định hình tính cách của Barry với vai trò là một người hùng. Mình vẫn nhớ ở trong một tập phim, các thành viên phải đưa Barry trở lại xuống mặt đất khi anh đang quá tự cao về sức mạnh của mình, rồi điều đó khiến cho anh phải trả một cái giá cực đắt. Mình nghĩ là khán giả sẽ thích nhân vật chính gặp phải những vấp ngã và tìm ra được bài học từ thất bại ấy để tạo thành một The Flash trưởng thành và chững chạc hơn. Nhưng vấn đề là đến tận 7 season sau, Barry vẫn đang ở đúng vị trí đó và không có một chút tiến bộ nào cả. Barry Allen là một nhân vật chính không có sự lột xác. Cốt truyện và biên kịch không cho phép The Flash có sự chuyển biến. Sau ngần ấy mùa phim, series vẫn đang như kể lại nguồn gốc của Barry. Đây là hệ quả của vấn đề mà mình vừa đề cập ở phần trước. Có quá nhiều nhân vật trong Team Flash và họ vẫn là những người nắm tay dắt Barry qua những vấn đề của mình mà rất hiếm khi, thậm chí là không bao giờ để anh tự giải quyết những rắc rối của mình cả. Khiến Barry Allen trong series này được khắc họa như một người dẫn đầu tệ hại, luôn cần dựa dẫm vào người khác, yếu đuối và không có sự độc lập. Nó khiến cho những fan thực sự của The Flash cảm thấy nóng mặt vì những người biết tới anh hùng này chỉ thông qua series của đài CW sẽ không hề biết được The Flash trong phiên bản comic là một anh hùng như thế nào. Barry Allen trong truyện là một anh hùng thực thụ, anh ta quyết đoán, không cần tới sự giúp đỡ của ai và luôn tự mình xử lý những rắc rối của bản thân. Mặc dù The Flash vẫn mắc phải những sai lầm, nhưng anh ta học hỏi từ đó để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình và để xứng đáng hơn với danh hiệu siêu anh hùng mà tất cả mọi người phong cho anh. Barry Allen của đài CW là một sự trái nghịch hoàn toàn, điều này được gây nên bởi sự lặp đi lặp lại trong tuyến truyện của cá nhân anh. Anh luôn gặp phải một vấn đề, mắc đúng một sai lầm và rút ra cùng một bài học. Lấy ví dụ ở cuối season 1, Barry quay ngược thời gian để cứu mẹ mình trong cái đêm định mệnh mà bà bị sát hại. Thế nhưng anh thấy một phiên bản khác của chính mình trong tương lai đang ngăn cản anh. Ngay lập tức, Barry hiểu ra vấn đề rằng nếu thay đổi sự kiện này thì nó sẽ tạo ra một hậu họa quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới cả dòng thời gian. Thay vào đó, Barry ở lại với mẹ mình trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời bà, cho bà biết rằng mình và bố vẫn có một cuộc sống hạnh phúc để bà có thể ra đi thanh thản. Đây là một khoảnh khắc hay nhất của cả series. Chính đây là thời điểm mà Barry nhận ra rằng mặc dù anh có khả năng đảo ngược thời gian thì không có nghĩa rằng anh có thể tự do làm những gì mình muốn và mặc kệ hậu quả. Nó là bài học, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao, thế nhưng ở một hình thái khác. Con người được định nên bởi những sự kiện họ đã trải qua mà tương lai luôn đến với một cái giá. Đây phải là động lực để Barry Allen trở nên trưởng thành và chín chắn hơn để thực sự có thể trở thành một siêu anh hùng đích thực. Nhưng đến cuối season 2, các tay viết của series đã khiến Barry thực hiện những điều ngược lại hoàn toàn so với những gì mà anh đã rút ra được trong season 1. Giống như tất cả những điều mà anh hùng của chúng ta đã trải qua suốt mùa phim chẳng để làm gì vậy. Thậm chí, đó còn chẳng phải là lần duy nhất mà Barry nghịch ngợm với dòng thời gian trong suốt 7 mùa phim. Chẳng trách người ta đã phong cho The Flash cái tên Barry the Timeline Fucker. Chính vì đi luẩn quẩn trong khâu lên ý tưởng cho kịch bản mà đôi khi mình còn đang cảm giác là mình đang xem đi xem lại một tập phim đến hàng chục lần. Luôn là câu chuyện The Flash gặp một tên phản diện. Tên phản diện ấy đấm cho người hùng đo đất. Barry rơi vào tuyệt vọng và nghĩ là mình không thể đánh bại được kẻ thù. Rồi một nhân vật nào đó xuất hiện và sử dụng thông não chi thuật cho nhân vật chính. Đọc câu thần chú, Run, Barry Run, giúp The Flash chiến thắng. Hay là câu chuyện khi nhóm có thêm một thành viên mới, Barry nắm vai trò là người huấn luyện cho nhân vật đó. Barry và người học trò có mâu thuẫn với nhau, Barry chợt nhận ra là mình đã quá khó tính và anh cần phải kiên nhẫn hơn để trở thành một leader mà mọi người có thể tin cậy. Và câu chuyện đó xảy ra với mọi nhân vật mới xuất hiện trong series. Barry Allen giống như một nhân vật đang chạy lòng vòng trong những vấn đề của chính mình, gây nên sự nhàm chán cho cả nhân vật lẫn tổng thể câu chuyện của cả series phim. Có thể nói Iris West là nhân vật bị ghét nhất cả show The Flash, nhưng phải một lần nữa nhấn mạnh đây hoàn toàn không phải là lỗi của Candice Parton.
diễn viên thủ vai cô nàng này. Candice Parton là một diễn viên hoàn toàn có thực lực, chỉ là tài năng của cô quá tuyệt vời so với một nhân vật như Iris West. Kể từ mùa 1, Iris West đã là một nhân vật phụ để hỗ trợ với vai trò như là một đối tượng tình cảm của nhân vật chính, và nó hoàn toàn ổn nếu nhân vật này tiếp tục được phát triển như vậy. Thế nhưng càng về sau, Iris càng ngày càng chiếm một vai trò lớn hơn một cách không cần thiết. Iris trở thành nhân vật chính một cách cưỡng ép. Nếu nhìn một cách logic thì Iris West là một nhà báo, không có siêu sức mạnh. Dù xong, cô cũng được các nhà biên kịch biến trở thành một speedster. Không có kinh nghiệm về khoa học, cũng không có tư duy lãnh đạo. Vậy mà cô vẫn trở thành một leader và điều hành Starlab. Mà vai trò này có thể giao cho bất cứ ai, miễn là không phải Iris. Chưa kể tính cách của nhân vật này cũng không được lòng fan. Như trong một tập phim, Iris và Barry bắt đầu gặp một nhân vật mới có tên là Nora, được giới thiệu như là con gái tương lai của Barry và Iris. Tuy nhiên, Nora lại làm việc cùng với Reverse Flash, tức là người đã sát hại mẹ của Barry. Ebert Thorne là một kẻ mưu mô và mọi hành động của hắn đều phục vụ một mục đích cụ thể có lợi cho hắn. Làm thân với Nora chắc chắn không phải sự trùng hợp, nên Barry hoàn toàn có cơ sở để không đặt niềm tin vào Nora. Nhưng Iris West lại không hề quan tâm và coi Barry như kẻ xấu trong tình huống này vậy. Cô nàng trở thành một yếu tố đưa drama vào phim để phần nào khuấy đảo tình huống trong các tập phim filler. Không tập trung vào cốt truyện chính, khiến Iris càng ngày càng trở thành một nhân vật đáng ghét hơn, đến mức mà Candice Parton đã từng nhận được thư đe dọa vì nhân vật Iris West của cô ở trong series. Vẫn còn kha khá những yếu tố khác mà mình vẫn có thể nêu được ra hết trong chỉ một video, như là phản diện của cả series đều tệ hại, ngoại trừ Ebert Thorne và theo ý kiến của mình là cả Zoom và Savita. Hoặc là hiệu ứng hình ảnh CGI không quá đẹp mắt so với số tiền được bỏ ra để sản xuất The Flash. Nhưng đối với mình, điểm quan trọng nhất là yếu tố kịch bản, và tất cả những điều mình vừa nêu ra đều để chỉ trích yếu tố này. Đó chính là lý do tại sao mà The Flash của đài CW đã mất đi sự lôi cuốn của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.